Mới đây, nhà cầm quân huyền thoại Sir Alex Ferguson đã tiến cử một ngôi sao cực kỳ chất lượng cho Manchester United. Sir Alex Ferguson được biết đến là một nhà cầm quân huyền thoại của Manchester United. Trong quá khứ, chiến lược gia người Scotland từng giúp Quỷ Đỏ giành được vô số danh hiệu cao quý, trong đó phải kể đến cú ăn ba vĩ đại ở mùa giải 1998-99. Ở thời điểm hiện tại, mặc dù đã chia tay sự nghiệp cầm quân, tuy nhiên Sir Alex vẫn luôn dõi theo Man United và thường xuyên đưa ra những lời khuyên dành cho các bậc hậu bối. Ở kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, Sir Alex là nhân tố chính giúp MU thành công đưa Cristiano Ronaldo trở lại Old Trafford. Chưa dừng lại ở đó, mới đây, chiến lược gia 79 tuổi tiếp tục tiến cử một ngôi sao sáng cho Quỷ Đỏ. Cụ thể, nguồn tin từ Daily Star cho hay, Sir Alex đã yêu cầu giám đốc bóng đá John Mutu của Man United theo dõi sát sao tài năng trẻ Ronnie Edwards của Peterborough. Sao mai 18 tuổi được đánh giá cao khi thi đấu cho đội bóng của con trai Sir Alex Ferguson là Darren Ferguson. Trong mùa giải năm ngoái, ở tuổi 17, Edwards đã gây ấn tượng khi có màn ra mắt Championship. Ở mùa giải năm nay, tài năng sinh năm 2003 tiếp tục để lại những dấu ấn nhất định với 3 lần đá chính ở Championship và có tổng cộng 5 lần ra sân cho Peterborough, bao gồm cả trận đấu tại Cúp Liên đoàn Anh. Được biết, Ronnie Edwards có thể chơi tốt ở cả vị trí trung vệ lẫn tiền vệ phòng ngự và được xem là có đầy đủ phẩm chất để có thể cạnh tranh cho một vị trí trong đội hình của MU. Dẫu vậy, Quỷ Đỏ được cho là sẽ không dễ dàng để sở hữu cầu thủ người Anh khi hàng loạt đội bóng tại giải ngoại hạng cũng đang để mắt đến tài năng này.